nghe lời em ngọt mềm. Tay chung tay đường phố rực hoa đẹp, anh nhẹ nhàng hôn lên làn tóc em, e ấp thẹn thùng nhìn anh, tia mắt trao nghìn lời yêu thương. Trong bóng đêm chập chờn đông sang, dẫu ra lạnh bên anh em vẫn ấm. Hãy hứa với anh đừng trao nhau tình buồn. Xin yêu em trọn tuổi mộng xuân thời, khi đường đời trăm phương vạn hương, em hay nhớ những ngày bên nhau, mơ ước sao tình mình nên đôi. Ta với ta chẳng hề chia phôi, lễ tơ hồng dành đôi tình chung. Này người dấu yêu, em có nghe rộn ràng trong trái tim, ta hứa sang mùa xuân sẽ cưới sắp diều hoa đăng, pháo hồng sáng lối em về, chọn một đời sống mãi bên nhau, đắm ấm tiếng cười che thơ. Ta luôn có nhau, giàu sáng hay nghèo nàn, ta chia nhau ngọt đắng cuộc đời. Anh xin làm cây xanh rợp mát che em suốt những ngày nắng mưa. Em cho anh nụ cười còn thơ, ta cho nhau tình đẹp như mơ, giữ cho tròn thủy chung người ơi. Có nghe rộn ràng trong trái tim, ta hứa sang mùa xuân sẽ cưới nhau. Sắp diều hoa đăng, pháo hồng sáng lối em về, chọn một đời sống mãi bên nhau, đầm ấm tiếng cười trẻ thơ. Ta luôn có nhau, giàu sáng hay nghèo nàn, ta chia nhau ngọt đắng cuộc đời. Anh xin làm cây xanh rợp mát che em suốt những ngày nắng mưa. Em cho anh nụ cười còn thơ, ta cho nhau tình đẹp như mơ, giữ cho tròn thủy chung người ơi. Cho anh nụ cười còn thơ, ta cho nhau tình đẹp như mơ, giữ cho tròn thủy chung người ơi.
chào mừng vũ quy. Trời mây đêm nay say tình thức trắng, trần gian đêm nay say tình chúng vui. Có cô bé nào trộm nhìn hoa đăng, lén cha lén mẹ hẹn hò đêm trăng. Vào đây đi em hòa chung tiếng hát, mừng tân giai nhân đẹp tình uyên ương. Hay cất tiếng hát đó hòa chung theo tiếng gió, hay cất tiếng hát đó hòa chung theo tiếng đàn. Cho làng bên kia có cô nàng ngây ngất, cho làng bên đây có anh chàng ngẩn ngơ. Tiếng hát thanh thoát đó làm lên sức sống mới, tiếng hát thanh thoát đó làm vui cho cuộc đời. Cho mẹ cho cha có thêm chàng dế quy, cho mẹ cho cha có thêm nàng dâu sure.
Vẫy tay mừng kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến rất chân tình, ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới chào bà con chàng rể dáng tươi cười.
đám cưới mình hôm nay em xanh người đó. Rồi rót rượu lên đi. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt tổ chức lễ đính hôn của các cháu Quang Vinh và Vinh Chi. Thì vì giờ đây các đoàn nhà trai chúng tôi đã đến xin Vinh Chi ra và cũng xin được xin phép em như quý vị và Quang Vinh nói là phải cho chúng tôi rồi hai ông cùng ly. Vâng, để tiếp lời giới thiệu của vị đại diện quan viên họ nhà trai, chúng tôi xin được tiếp nhận ly rượu và đón tiếp vị đại diện cũng như là quý tộc họ nhà trai vào trong tư thất gia đình chúng tôi để chúng tôi được đón tiếp quý vị. Rồi hai ông cụm ly rồi rồi bà bắt tay đúng không? Rồi hang bắt tay dùng đó. Rồi bắt tay tay rồi bắt tên anh đi ra ngoài. Kính thưa vị đại diện, kính thưa ông bà song thân của chú rể cũng như quý vị quan viên họ nhà trai cũng như quý vị quan viên họ nhà gái, ngày hôm nay là một ngày lành tháng tốt đã được sự đồng thuận của hai gia đình mà ngày hôm nay chúng ta đã gặp gỡ một buổi chính thức để làm buổi đính hôn cho hai cháu Linh Chi và Quang Vinh. Thay lời cho ông bà Đào Văn Phụng cũng như quý tộc họ nhà gái chúng tôi xin gửi lời chào
trân trọng đến vị đại diện cũng như toàn thể quý vị quan viên họ nhà trai. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay hai cháu Ly Chi và Quang Vinh qua một quá trình tìm hiểu, trước là làm bạn, sau là kết tình thân mến, tiếp đến nữa nảy sinh tình thương mến ấy đã nảy nở thành tình yêu, và tình yêu đó đã được đôi bên gia đình đồng thuận dắt dìu hai cháu đến bước tường ngày hôm nay. Trước sự chứng kiến của hai họ và hai gia đình, chúng tôi cũng nhận thấy vị đại diện cũng như ông bà song thân gia chú rể đã dày công vun đắp cái tình yêu của hai cháu này, và ngày hôm nay đã đến với gia đình chúng tôi. Xin được kính mời vị đại diện phát biểu. Sau lời phát biểu của vị đại diện thì xin được một phút để tạ ơn Chúa. Vâng, lời đầu tiên xin được đại diện cho họ đọc nhà trai chúng tôi cũng như là thay lời cho ông bà Khang Trúc, xin được kính gửi đến ông bà chủ hôn, vị đại diện và quý vị quan viên họ nhà gái lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, thì như chúng ta cũng đã biết rằng hai cháu Quang Vinh và Linh Chi sau một thời gian dài quen biết, tìm hiểu nhau đã cảm thấy tâm đầu ý hợp, cùng chung một ý tưởng, cùng chung một hướng đi và cùng chung một hướng nhìn. Bởi vì cũng có câu nói là yêu nhau là đều cùng nhìn về một hướng. Và rồi được sự đồng ý chấp thuận của cha mẹ đôi bên, hai cháu Linh Chi và Quang Vinh quyết định tiến đến hôn nhân để đem lại tình yêu và hạnh phúc cho nhau. Đây thật sự là một niềm vui mừng lớn lao cho hai gia đình và hai dòng tộc Phạm Đào. Và ngày hôm nay, theo như sự thỏa thuận của hai bên gia đình, có thể nói là một ngày lành tháng tốt, thì được sự ủy thác của ông bà Khang Trúc, chúng tôi, họ nhà trai chúng tôi xin được dẫn chú rể Quang Vinh tới đây để xin được ra mắt và trình diện với quý tộc họ nhà gái. Đồng thời cũng xin được đem những lễ vật đến đây để xin được hỏi cưới cháu Linh Chi cho cháu Quang Vinh, để cháu Linh Chi được về làm dâu con trong gia đình của ông bà Khang Trúc. Thì sự hiện diện hôm nay của phái đoàn chúng tôi, xin được giới thiệu, tôi là bác của cháu Quang Vinh, cũng như có sự hiện diện của bố mẹ cháu Quang Vinh, các bác, các cô, các bá, các chú thím, tất cả họ hàng bên nội bên ngoài của cháu Quang Vinh cũng có mặt trong ngày hôm nay, thì rất hân hoan để sự đón tiếp của quý vị họ nhà gái là đón tiếp chúng tôi. Vâng, trước ta tiếp theo, trước khi chúng ta đón cô dâu ra để trình diện cũng như mở những hoa lễ này, xin được trân trọng kính mời vị đại diện cũng như toàn thể quý vị hai bên hai gia đình chúng ta cùng đứng và hướng về bàn thờ, dâng một kinh để xin Chúa soi sáng công việc của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Vui xin Chúa sáng soi cho chúng con đường biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa cứu đỡ cho mỗi khinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, amen. Nhân danh Cha, xin kính mời mọi người an toàn. Vâng, để tiếp theo lời phát biểu của vị đại diện thì chúng tôi cũng xin được mạn phép giới thiệu thành phần tham dự buổi đính hôn ngày hôm nay. Trước tiên thì xin được chắc có lẽ là chúng ta xin xin mời bà Phụng đi. Bà Phụng dắt cháu ra đây để chào quan viên hai họ. Chú rể ơi,
Vâng, xuất hiện trước mặt chúng ta là một cô dâu rất là xinh và tươi. Ngày hôm nay hai cháu đứng xích vào đây một chút. Rồi, mời hai cháu cúi đầu sâu để chào quý quan viên hai họ. Vâng, để tiếp theo chương trình thì chúng tôi cũng không quên giới thiệu, tôi cũng là bác của cô dâu Linh Chi. Tiếp đây là ông bà Đỗ Đào Văn Phúc, là song thân của cháu Linh Chi. Tiếp đây là xin giới thiệu là cô Trinh, là chị của ông Đào Văn Phúc đây. Và tiếp theo xin giới thiệu đây là bác Phương, là bác của ông Phúc đây. Và tiếp theo xin giới thiệu bác Long, là bác của bà Định. Vâng. Và còn nhiều cha bác lắm ở hãng ngồi bên ngoài, xin được vắn tắt và giới thiệu như vậy để chúng ta hai bên gia đình cùng được biết và làm quen trong buổi đính hôn ngày hôm nay. Và tiếp theo thì xin phép để cho hai cháu mở những hoa lễ này. Sau khi hai cháu mở những hoa lễ này thì xin kính mời vị đại diện quan viên họ nhà trai sẽ giới thiệu và thì họ nhà trai chúng tôi cũng xin được đem đến những nghi lễ và cũng theo như sự thỏa thuận của hai bên gia đình đã đồng thuận. Thì chúng tôi xin bàn phép được giới thiệu trước tiên, đó là mâm chầu cầu. Vâng, chầu cầu là theo như phong tục tập quán của người Việt Nam, miếng chầu là đầu câu chuyện. Và chầu cầu nó cũng thể hiện một sự tích của một tình yêu thủy chung son sắt, một tình yêu không bao giờ chia cách. Tiếp đến là mà phần trà rượu. Thì trà rượu cũng có một câu nói vui là phi tiểu thì bất thành lễ. Thì trà rượu này đây thì chúng tôi cũng xin được đem đến để trước tiên là được hai cháu, lát nữa lên hai cháu sẽ dâng trà rượu cũng như tất cả những gì lên các bậc cha bác bên trên, và cũng để có mời tất cả các người cha bác bên trên để cùng vui chung vui với hai cháu trong ngày hạnh phúc này. Và kế đến là mâm ngũ quả. Vâng, đây là những hoa quả bốn mùa ngon ngọt mà trong ngày vui hôm nay chúng ta được dâng lên để kính nhớ, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Tiếp đến nữa là một bộ áo cưới và nhẫn cưới. Thì hôm nay trong ngày lễ đính hôn này, tất cả cái áo cưới và nhẫn cưới thì là chúng ta nó thể hiện lên tất cả sự lo lắng chăm sóc của cha mẹ đôi bên, đã muốn cho cái cô con cái của mình, muốn cho người cô dâu thực sự được đẹp lộng lẫy sang trọng trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và cái riêng nhẫn cưới thì có thể hôm nay chúng ta làm cái lễ đính hôn và cùng một lễ bu quy liền một ngày, thì cái nhẫn đính hôn đó thì cũng có thể tí nữa đây thì là hai cháu sẽ bước lên bàn thánh và trao cho nhau trong khi lãnh nhận bí tích hôn phối. Và phần còn lại là hai mâm bánh và một cái bánh sinh nhật. Hai cái miếng bánh này cũng là một điểm là không thể là còn thiếu. Nó tỏ hiện sự sung túc, vui mừng, cái vị bánh ngon ngọt và một cái vị bánh thơm ngon của tình yêu, một vị bánh tình, nó thể hiện được một tình yêu vuông tròn và một hạnh phúc trăm năm để cho hai cháu trong một ngày vui hôm nay. Vâng, thì trên đây đó là tất cả những cái sinh lễ mà họ nhà trai chúng tôi xin được đem đến để trình lên cho hai cháu Quang Vinh và Linh Chi.
để bước sang một cuộc đời sống mới, một đời sống hôn nhân và gia đình sẽ được tràn đầy hồng ân Chúa nâng đỡ và được một sự vun đắp của tất cả hai bên gia đình và gặp chồng. Xin. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu và những cái lời dẫn giới thiệu những hòa lễ mà vị đại diện cũng như ông bà Hàng Trúc đã dày công đem đến với gia đình chúng tôi. Vâng, chúng tôi cũng xin được mạn phép tiếp thêm lời với vị đại diện cho buổi lễ đính hôn ngày hôm nay nó được thêm vui. Vâng, xưa kia thì sự tức chồng cao, nêu gương trung thủy, trước sau một lòng. Vâng, đó là chầu cao mà theo truyền thống của dân tộc chúng ta thì miếng chầu cũng là đầu câu chuyện. Nhưng mà thật sự ra thì chắc có lẽ bây giờ quý cụ mình cũng không còn lấy ai dùng chầu. Nhưng mà dù sao đi nữa, trong những lễ nghi của gia đình cũng như là những lễ nghi cưới hỏi thì đều phải có chầu và cao thì nó mới lên sự việc. Cũng như chúng tôi nhận thấy rất nhiều những hoa lễ trà thơm quyện với rượu nồng, ông tơ bà nguyệt kết duyên chúng mình. Vâng, cũng như mâm ngũ quả, đó là những sản phẩm mà do con người chúng ta làm ra, có khi sau này hai cháu đã trở nên thành một, một vợ và một chồng, và có những đứa con đã sắc màu như vậy, mỗi đứa một màu một vẻ, thật là vui vẻ. Cũng như chúng tôi nhận thấy hai mâm bánh cũng như một chiếc bánh đính hôn, đó là sản phẩm, đó là sự kết hợp và sự giao thoa giữa trời và đất, giữa âm và dương, giữa người nam và người nữ trở nên một, thành một gia đình. Và chúng cháu chuẩn bị trở nên một gia đình như vậy trước sự đồng thuận cũng như trước sự chứng kiến của hai họ và hai gia đình. Xin được cầu chúc cho hai cháu được mọi sự an lành trong tình nghĩa vợ chồng. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng nhận thấy có một chiếc áo thì thôi thì tạm gọi tặng em áo mới anh may dành ngày mình cưới em về với anh. Nhưng chắc có lẽ là cái chiếc áo này phải là ngày hôm sau, phải không, chúng ta mới dùng đến. Nhưng mà để tỏ cái lòng yêu mến đấy thì tôi cũng xin được đã thay lời cho ông bà Đỗ Văn Phụng đây cũng như quý tộc họ nhà gái xin tiếp nhận những hoa lễ này của vị đại diện cũng như quý tộc họ nhà trai mang đến. Xin một lần nữa để cảm ơn vị đại diện cũng như cảm ơn ông bà Khang Trúc đã dày công xây dựng cho hai cháu Linh Chi và Quang Vinh. Xin được cảm ơn. Thank you.
phải cố nhiếm cây trầu mà mua câu. Ngày vui phải cố bao cô qua có đàn em bé cố ngựa xe dập dìu. Rồi lại khóa luôn hả? Còn nguyên cái chút các cháu nó thay quần áo. Chắc là sao ấy. Thì nữa là sẽ chân gì là cái này là ngoài phê về. Thì con nó lại khóa. Một lại khóa. Các cháu đây được là đi chốt mình đi được tiền. Không em nói mời lên nhà thờ đi. À, vâng, chúng tôi nhận thấy lúc này thì các nam thanh nữ tú hát còn y nguyên trang phục rất đẹp. Thì chúng tôi xin phép ít phút đi để chúng tôi sắp xếp lại những cái hoa lễ này và xin được lại quà cho quý vị quan viên họ nhà trai. Bởi vì là sau cái buổi này thì chúng ta lên nhà thờ để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hai cháu, sau đó là chúng ta ra xe để di chuyển đến nhà hàng tiệc cưới, cho nên là cũng không có giờ. Vậy không có giờ nữa, ngày mai buổi chủ nhật mời các cháu nữ đi, bên nữ bên nam họ đã chuẩn bị tư thế ở bên ngoài, các cháu vào trong. Thank you.
nắm tay nhau, dìu nhau lên đôi yêu thương. Hôm nay mình ngồi bên nhau, cùng nhau say tổ uyên hương. Hôm nay bầu trời trong mơ dệt nên ý thâm duyên tơ, hương hoa ngập trời bao la, hòa với khúc ca tràn hoa. Em ơi, dù trời mưa rơi, sóng tố trong đời, anh vẫn yêu em và yêu em mãi. Em ơi, xin ba ngôi ban xuống phúc lành cho đời chúng ta kết thành bài ca. Xây tổ uyên hương, hôm nay bầu trời trong mơ dệt nên ý thắm duyên tơ, hương hoa ngập trời bao la, hòa với khúc ca tràn hoa. Anh ơi, ngàn mong ước mơ ta dệt vần thơ, xây dựng tổ ấm thắm nồng. Anh ơi, tình yêu hôm nay xin Chúa chứng nhận, ban muôn thánh ân thắm tươi đời xuân. Hôm nay mình cầm tay nhau, dìu nhau lên đôi yêu thương. Hôm nay mình ngồi bên nhau, cùng nhau xây tổ uyên hương. Hôm nay bầu trời trong mơ dệt nên ý thắm duyên tơ, hương hoa ngập trời bao la, hòa với khúc ca tràn hoa. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh
thương tràn đầy. Tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, cây mùa hoa nước và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên Oh.
tôi mối duyên đầu. Dù cho tháng năm nhiều cay đắng ưu sầu, mẹ luôn gìn giữ tình yêu thắm tươi màu. Ave Maria, mẹ hiền ơi, hỡi mẹ, tình mẹ rất bao la, mẹ ban phúc gia đình, được êm ấm thuận hòa, dẫu mai này nhiều gian khó. Một tình yêu thiết tha, hỡi mẹ tình yêu, nguyện thương đói nghe lời, ban cho lứa đôi tình thơm ngát hương trời, đời vui hạnh phúc tràn ân thánh ca. Và anh chị hôm nay đã dắt tay nhau đến trước bàn thờ Thiên Chúa trong thánh lễ này
để cùng với hai bên gia đình dâng lên tin Chúa tâm tình tạ ơn và đồng thời nói lên lời cam kết giao ước hôn nhân. Để từ hôm nay anh chị sẽ vĩnh viễn trở thành một gia đình, trở thành vợ chồng với nhau. Chúng ta xin Chúa tuân đổ muôn phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng mới này, và xin Chúa ban ơn bình an, sự trợ giúp để anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Và trong thánh lễ đặc biệt này, chúng ta cũng không quên nhớ đến những người thân yêu của chúng ta trong hai họ để cầu nguyện cho bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Với tất cả tâm tình đó, giờ đây mỗi người chúng ta xin Chúa chúc lành và thánh hóa, đồng thời giúp chúng ta cử hành thánh lễ này một cách sốt sắng. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con chúc tụng Chúa. Sống và hiển trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chức sắc sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tế tương xứng với nó.
Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời. Đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, bèn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nên lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em, sự bình an mà anh em được mời gói đến hưởng trong một thân thể. Anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào, với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau với lòng tri ân. Anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Ấy có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: người ta có được phép đẩy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Từ ban đầu tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Về sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, kết riêng với quý quan viên hài họ, khi Thiên Chúa dựng nên ông Adam và Ngài đã ban cho ông quyền làm chủ mọi vật, Thiên Chúa vẫn thấy nơi Adam một nỗi niềm khát khao. Và chỉ khi Ngài dẫn Eva đến và trao vào tay của ông, thì ông mới cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp. Trong cái nhìn sâu sắc và yêu thương, ngày hôm nay Thiên Chúa cũng nhìn thấy khát vọng sâu xa của anh Giuse Phạm Quang Vinh, nên Ngài quyết định đặt vào tay anh chị Teresa Đào Ngọc Linh Chi như là một nửa của thân mình mà bấy lâu anh vẫn tìm kiếm. Thưa cộng đoàn, như con chim sống nhờ bầu trời, con người sống bởi tình yêu. Tình yêu phu tê nằm sẵn trong chương trình và ý định của Thiên Chúa. Bởi lẽ, lúc ban đầu, khi Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài phán cả hai sẽ bỏ cha mẹ để quyến ái với vợ mình và cùng nên một thân thể. Như vậy, trong ý định thầm sâu, Thiên Chúa đã đưa đôi bạn đến với nhau. Tình yêu mở ra chân trời hạnh phúc cùng với những ước mơ được bắt đầu. Em hỏi anh, tình yêu là gì?
Anh trả lời là đường thẳng đó em. Trên đường đi ta có cả hai người, cùng chung bước, cùng nhìn về một hướng, không ngõ rẽ, không lối mòn bấn vướng, không giới gian, không biển lần tình đời. Ta bên nhau tình yêu mãi cao vời. Và để những ước mơ trở thành hiện thực, trở thành cuộc sống, cả hai quyết định trao hiến cuộc đời cho nhau bằng giao ước hôn nhân qua bí tích hôn phối. Trong bài thơ ngập ngừng, thi sĩ Hồ Dính đã viết: đời chỉ đẹp khi còn dang dở, tình mất vui khi vẹn câu thề. Lời thơ được viết trong ngày đang yêu, người đã bước vào tình yêu thực sự chưa hẳn đã như thế. Hôn nhân đâu phải là mồ chôn của tình yêu. Thực tế, cuộc sống là những chọn lựa, mà chọn lựa là chấp nhận bỏ đi điều này điều kia và tìm giữ lại điều cốt yếu của cuộc đời mình. Vì thế, bước vào đời sống hôn nhân là chấp nhận bước qua một giai đoạn của yêu thương lãng mạn để đi vào tâm điểm của tình yêu. Như bông hoa kết thành trái, hôn nhân có khả năng làm cho tình yêu của thuở ban đầu thêm bền chặt, vững chắc, đồng thời tăng thêm vẻ đẹp bởi những hoa trái được kết tinh trong đời sống hôn nhân. Hay có thể nói cách khác, đời sống hôn nhân là thời kỳ sung mãn của tình yêu, là giai đoạn chín mùi và rực rỡ nhất của tình yêu mà hai người đã ươm trồng. Thật tế, khi đưa nhau đến nhà thờ để cử hành bí tích hôn phối, đôi bạn muốn công khai hóa tình yêu của mình, cùng nhau nói lên lời cam kết yêu thương trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, để tình yêu của đôi bạn được Thiên Chúa đóng ấn và chúc phúc. Vì thế, ngày thành hôn luôn là ngày vui nhất của đôi bạn. Vui không chỉ vì được mọi người chúc mừng với những lời lẽ tốt đẹp, mà vui vì ước mơ nung nấu từ nhiều năm qua nay đã trở thành hiện thực. Tất nhiên, trời đất chuyển vần theo xuân hạ thu đông, đời sống hôn nhân cũng chuyển vần theo năm tháng. Hôn nhân là cả một hành trình không ngừng đi tới trên con đường hoàn toàn mới lạ, với biết bao bất ngờ có thể xảy ra. Có những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có những khi mưa rơi. Nếu đôi bạn có những giây phút thấy lòng ngây ngất vì hạnh phúc, vì đang yêu và được yêu, thì cũng sẽ có những ngày mà mỗi người cảm thấy mệt mỏi, ề oải bởi quá nhiều lo toan và bổn phận phải chu toàn. Nhất là khi đôi bạn phải trải qua những giờ phút chán nản, đêm tối do những xung khắc, những mâu thuẫn, những bất đồng trong đời sống hôn nhân. Chính trong những khoảnh khắc giông bão và thử thách, đôi bạn hãy nhớ lại lời thề mà hai người sẽ trao cho nhau: tôi nhận em làm vợ, hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi. Hai cô dâu cũng sẽ lặp lại lời tương tự như thế: em nhận anh làm chồng, hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt cuộc đời của em. Và hãy nhớ lời dạy của Thánh Phaolô trong thư Côlôse mà chú rể vừa đọc cho chúng ta: như những người thánh và được yêu thương, các bạn hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, ôn hòa, nhẫn nại, yêu thương và biết tha thứ cho nhau. Nếu người này có điều gì phải oán trách người kia, thì anh em hãy mặc lấy những tâm tình của Chúa Kitô và hãy tha thứ.
Hãy để cho lời Chúa hướng dẫn, biết mở lòng ra với nhau, đơn sơ với một lời nói yêu thương, một cái nhìn âu yếm cảm thông, một tấm lòng rộng mở và sẵn sàng thứ tha. Thật hạnh phúc cho đôi bạn trong ngày lễ thành hôn hôm nay có sự cầu nguyện của cộng đoàn, sự hiện diện đầy yêu thương và đông đủ của hai bên gia đình, và nhất là việc Thiên Chúa qua giáo hội đóng ấn tình yêu thương cho tình yêu của đôi bạn. Xin cho đôi bạn luôn liên kết với Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, và nhờ vậy tình yêu của đôi bạn được chấp cánh bay vào bầu trời bình yên và hạnh phúc. Cũng xin Thiên Chúa chúc lành cho hai bên gia đình và cho tình yêu của đôi bạn mãi mãi. Amen. Kính mời đôi bạn và hai người làm chứng tiến lên. Giuse Phạm Quang Vinh, chị Teresa Đào Ngọc Linh Chi, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thượng tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu vụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi ý định của anh chị. Anh Giuse Phạm Quang Vinh, chị Teresa Đào Ngọc Linh Chi, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và luật hội thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh là Giuse Phạm Quang Vinh, nhận em Teresa Đào Ngọc Linh Chi làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Teresa Đào Ngọc Linh Chi, nhận anh Giuse Phạm Quang Vinh làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà anh chị vừa tỏ bày trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Xin Chúa tuân đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Teresa Đào Ngọc Linh Chi, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân dân cha và con và thánh thần. Anh Giuse Phạm Quang Vinh, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân dân cha và con và thánh thần. Mời hai bạn chúng ta quay xuống để cảm ơn gia đình. Xin cộng đoàn chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn
để chúc mừng cho gia đình mới là con cháu của chúng ta. Qua cử hành giao ước vừa rồi, hai anh chị chính thức trở thành vợ chồng với nhau, và xin Chúa chúc lành cho tình yêu của anh chị. Giờ đây chúng ta tiếp tục cử hành thánh lễ để xin Chúa tuân đổ muôn phúc lành xuống trên gia đình mới này. Xin mời anh chị tiến về. Toàn nâng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ bài thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con khẩn cầu và ghé mắt nhân từ nhân của lễ chúng con dâng để cầu cho các tôi tớ Chúa đã được liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiên. Ước chi nhờ các mầu nhiệm này họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa tuân êm ai và mỗi giây bình an không thể tao gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trăng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa từ Chúa. Lạy Chúa, cho sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh đến làm cho hội thánh thêm đông xô. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thầy vinh quang Chúa.
thân là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoan dương của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đột mình chịu khổ hình, Ngài cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một đệ tử ngay sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và sống lại chúng con dâng lên cho bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa sẽ nhớ đến tụ hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban bình an cho tất cả chúng con. Xin cũng nhớ đến anh Giuse Phạm Quang Vinh, chị Teresa Đào Ngọc Linh Chi mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn nhờ ơn Chúa. Xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống trong bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã xung đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và cao thế, từng người dây chúng ta dám nguyện rằng
xuống trên cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha chi thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình anh Cha, và đã muốn cho công đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Cho con khiêm tôn này xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau bằng giao ước hôn nhân. Lạy Chúa, xin tuân độ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Teresa Đào Ngọc Linh Chi và ban trăm năm của chị là anh Giuse Phạm Quang Vinh. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen cho khi vui, tìm đến cho lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi công đoàn thánh thiên và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diêm phúc, anh chị đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên tiên Chúa. Con rằng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán bôn lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Bày một gì để giúp cho mình thánh Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của bi tinh đã lành nhân được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hương hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa được ứng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho các con nơi con cái. Xin con ngồi yên Chúa thương xót phù giúp các con khi tình vương cùng nhau lúc gian nan. Xin thánh thần của Thiên Chúa hằng ấn độ tình yêu của Ngài vào lòng các con. Cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho em tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Xin tình yêu Thiên Chúa xuống cho gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho nàng vui trong ước nguyện, xứng đáng mẹ hiền biết hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa xuống cho gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình sống thanh cao gương mẫu người cha thiện tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau. Tuyệt vời
đến ngàn sau, chung kết chầu cau trong vôi nồng là duyên son thắm, xe tơ hồng thành dây chung mối nối câu vuông tròn. Duyên son thắm, xe tơ hồng thành dây chung.